Sướng ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài vừa qua. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump đã phát động chiến dịch tranh cử. Bản tin cho biết, theo thông báo của nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử, cựu Tổng thống Donald Trump xuất hiện trước công chúng tại South Carolina vào ngày 28 tháng 1 tới đây để công bố đội ngũ tranh cử cấp tiểu bang tại khu vực này, chính thức phát động chiến dịch tranh cử Tổng thống vào tháng 11 năm tới. Đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của cựu Tổng thống Trump từ khi tuyên bố tranh cử vào tháng 11 năm 2022. Hai thành viên nổi tiếng của đảng Cộng hòa tại tiểu bang này, thượng nghị sĩ Lindsey Graham và thống đốc Henry McMaster, những người ủng hộ Tổng thống Trump nhiệt tình sẽ cùng xuất hiện với cựu Tổng thống trong sự kiện này. Tiểu bang South Carolina được xem là nơi có ý nghĩa quan trọng, trong khi là một trong những tiểu bang đầu tiên tổ chức tranh cử ứng cử viên Tổng thống trong các kỳ bầu cử. Trở lại trong thời kỳ 2016 với chiến thắng tại tiểu bang này và trước đó là Iowa và New Hampshire, giúp cho Tổng thống Trump đã củng cố vị trí ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa. Chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại đây cũng là một trong những động lực và cơ sở cho ứng cử viên Biden giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 2020. Những người biểu tình ở Peru tuần hành ở Lima yêu cầu thay đổi. Những người biểu tình đã cố gắng đến sân bay quốc tế để chiếm lấy, nhưng cảnh sát đã chặn đường họ. Cách Cusco không xa là thành phố cổ Machu Picchu nổi tiếng thế giới của người Inca. Sĩ quan cảnh sát Peru là Crispy đã bị đám đông quá khích thiêu sống giữa làn sóng biểu tình chống chính quyền bùng lên ở nước này. Thủ tướng Peru là Alberto Otaola đã xác nhận sĩ quan cảnh sát Jose Luis Sonco Crispy, 29 tuổi, đã bị thiệt mạng sau khi bị đám đông quá khích tấn công và phóng hỏa đốt xe trong lúc đang tuần tra ở thành phố Chuliaca, vùng Puno, miền nam đất nước, hôm 9 tháng 1. Rona Villasante Toqui là đồng nghiệp ngồi cùng xe tuần tra với sĩ quan Crispy cho biết là họ đã bị khoảng 350 người biểu tình tấn công. Sĩ quan Villasante sau đó được đưa đến bệnh viện ở thủ đô Lima với nhiều vết thương ở đầu và nói rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đã xảy ra với đồng nghiệp của mình. Tin từ Brazil, giới chức nước này khôi phục tác phẩm nghệ thuật đã bị hư hại trong cuộc bạo loạn. Nhà phục chế phòng đại biểu Brazil đã cào sạch bụi bẩn trên bình trang trí một cách công phu, là một trong những di tích bị hư hại trong cuộc nổi loạn ngày 8 tháng 1 vừa qua nhắm vào những tòa nhà cơ quan chính phủ. Một con búp bê, một đồ gốm sứ và một con dao găm bạc nạm đá quý màu đỏ là một trong những vật dụng phủ trên bàn nơi những nỗ lực phục hồi diễn ra tại Brasilia, nơi đang được ghép lại với nhau. Nhiều vật phẩm là quà tặng nghi lễ được nhà lãnh đạo thế giới mang đến trong các chuyến thăm chính thức. Marcelo Sá, giám đốc Chamber Museum, cho biết ở một khía cạnh nào đó, tác động là không thể đo đếm được. Những tài sản đại diện và mang theo bên mình lịch sử quốc hội chúng ta. Những người ủng hộ cựu tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro Brazil đã xâm chiếm phá hoại quốc hội, dinh tổng thống và tòa án tối cao của đất nước vào ngày 8 tháng 1, để lại dấu vết phá hủy, ném đồ đạc qua những cửa sổ bị đập vỡ của dinh tổng thống, tràn ngập những khu vực quốc hội bằng hệ thống vòi phun nước và lục soát những phòng nghi lễ trong tòa án tối cao. Sa nói tin ngay khi vào được dinh tổng thống, những nhà phục hồi đã thu thập ngay những mảnh thủy tinh trên sàn để xem liệu có thể cứu vãn được một số di vật hay ghép chúng lại với nhau hay không. VinFast đã lên kế hoạch khuyến mãi sau khi Tesla giảm giá. VinFast là công ty sản xuất xe điện của Việt Nam hôm 19 tháng 1 cho biết là sẽ tung ra các chương trình khuyến mãi để bảo đảm khả năng cạnh tranh của các mẫu xe của công ty này trên thị trường. Một tuần sau khi Tesla tuyên bố giảm giá mạnh để kích cầu, VinFast vốn đã bắt đầu hoạt động vào năm 2019 đang chuẩn bị mở rộng tại Hoa Kỳ, nơi họ hy vọng sẽ cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô hiện có bằng cách cung cấp hai mẫu xe VFA và VF9 có giá khởi điểm lần lượt là $59,000 và $83,000. Tesla đang cung cấp mẫu cơ bản của Model Y với giá $52,990 tại thị trường Hoa Kỳ, giảm từ mức $65,990. Là một thương hiệu mới gia nhập thị trường, khi các thương hiệu khác giảm giá, chúng tôi phải đưa ra các chương trình khuyến mãi để bảo đảm khả năng cạnh tranh của VinFast. Đó là lời của người phát biểu của phát ngôn của VinFast trong một tuyên bố. Chúng tôi đang xem xét nhiều chương trình khuyến mãi và sẽ thông báo sớm. Tuyên bố không nêu rõ liệu các chương trình khuyến mãi có bao gồm việc giảm giá hay không. Người phát ngôn cho biết rằng VinFast đã bắt đầu vận chuyển lô 1999 xe điện đầu tiên đến Hoa Kỳ vào cuối tháng 11 và dự kiến là sẽ giao chúng cho khách hàng trong tháng này. VinFast cho biết đã nhận được gần 65.000 đơn nhận đặt hàng trên toàn cầu và dự kiến tới năm 2026 sẽ bán được khoảng 750.000 xe điện hàng năm.
Thưa quý vị, Xuân Vận là một cuộc di cư hàng năm lớn nhất của con người trên thế giới. Xuân Vận còn được gọi là du lịch năm mới tại Trung Quốc với một lưu lượng giao thông vô cùng cao. Xuân Vận thường bắt đầu 15 ngày trước Tết Nguyên Đán, kéo dài trong 40 ngày. Hành trình này được gọi là cuộc di cư hàng năm lớn nhất của con người trên thế giới. Hệ thống giao thông của Trung Quốc giải quyết hơn 400 triệu lượt hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường hàng không tính tới thứ Ba, khi mọi người trên khắp đất nước về nhà đoàn tụ gia đình với lễ hội mùa xuân. Cụ thể, tới thứ Ba vừa qua, 422.061 triệu lượt hành khách đi lại trong đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên Đán năm nay, tăng 47.2% so với năm ngoái. Riêng vào thứ Tư, những chuyến hành khách trên đường sắt Trung Quốc đạt 9 triệu lượt người, với 10.260.000 chuyến tàu đã được sắp xếp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Việc đi du lịch cao điểm vào Tết Nguyên Đán là cuộc di cư hàng năm lớn nhất của con người trên hành tinh, bắt đầu vào ngày 7 tháng 1, sau khi đất nước đông dân nhất thế giới này điều chỉnh phản ứng với Covid-19 bằng cách mở cửa rộng rãi. Trong thời gian 40 ngày, hàng trăm triệu người đổ về các nhà ga, phi trường, bến xe khách trên cả nước để đi về đoàn tụ gia đình vào đêm giao thừa Tết Nguyên Đán, tức là ngày mai. Vâng, và kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV buổi chiều ngày hôm nay do sứ ngôn viên Tuyết Nha và Trang Lương thực hiện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và xin đặc biệt gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình như là công ty BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín và chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ hai tại Gavi Avenue, Rosemead, California. Số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Hiện tại, BNT Insurance đang có những chương trình giảm giá đầu năm rất đặc biệt cho xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe, Workers' Comp. Và có 35% bonus cho những chương trình IRA, 401k Rollover Annuity Retirement Account. Quý vị nào muốn biết thêm chi tiết, xin hãy đừng ngần ngại gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tại IBC Home Shopping đã đặc biệt bảo trợ chương trình hôm nay. Mọi chi tiết liên quan tới những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, xin mời quý vị liên lạc về 714-892-5717. Sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị vô lượng an lạc.